Cặp thí sinh tiếp theo sẽ đến từ Thái Lan mang số danh 74. Đây là cặp đôi cũng đã giành được huy chương bạc ở nội dung điệu đơn Viennese Waltz. Revolution in Spain, the North Pole I have charted, but I can't get started with you. And at the golf course I'm on the par, and in Hollywood they want me to star. I've got a house that's a showplace, but I can't get no place with you. Supreme, the lyrics I write of you scheme, just for the sight of you dream, both day and night of you. But what good does it do? In 99, in night, I saw a chart. In England, I'm presented a court. Yeah, you got me so damn hearted, 'cause I can't get started. Cặp đôi mang số báo danh 74 của Thái Lan đã hoàn thành phần thi của mình ở nội dung điệu đơn Slow Stroke Foxtrot. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi điểm số đến cho cặp đôi mang số báo danh 74. Điểm số sẽ được ban giám khảo đánh giá trên 4 tiêu chí, đó là kỹ thuật, khớp nhạc, sự ăn ý và biên đạo trình diễn. 8,2, 7,9, 8,2 và 8,0, tổng điểm 32,25. Điểm số rất cao dành cho cặp đôi đến từ Thái Lan. The next couple, number 54.